Dạ, em cảm ơn anh. Mai mốt mà có phim mới nữa thì gọi em nha anh. Ừ, anh biết rồi. Đạo diễn cũng khen em giới thoại tốt đó. Vậy anh, vậy cho em gửi lời cảm ơn anh đạo diễn, anh quay phim, anh âm thanh, anh ánh sáng, chị makeup luôn. Nói chung là cả nguyên ekip luôn nha anh. Ừ em. À, mà anh chuyển lương cho em rồi đó nha. Dạ, em nhận được rồi, em cảm ơn anh. Dạ, bye anh. Tao thấy thương mày quá. Đi làm mà cứ phải luồn cúi người ta như thế. Làm diễn viên ấy nó khổ lắm. Thôi bỏ đi, đi sang với tao làm kinh doanh, giàu nhanh nó phải sướng hơn không? Nè, đừng có đụng chạm tới đam mê nghề nghiệp của người khác nha. Thì chẳng qua là bây giờ tao chưa có nổi tiếng lắm thôi, cho nên là mình phải biết trên biết dưới như vậy, mình lịch sự. Chứ thử mà tao nổi tiếng một cái như ngôi sao trên bầu trời coi, lúc đó làm gì nghe được cái giọng của tao nhỏ nhẹ như vậy. Để tao xem bao giờ thì mày nổi tiếng. Sớm thôi. Em chào sếp ạ. À, chúc sếp ngày mới vui vẻ ạ. Vui cái vui cui á. Tôi mới bị sếp tổng chửi đi nè. Tại sao tháng này cô vẫn không bán được một cái bảo hiểm nào vậy hả? Nguyễn Thị Mỹ Linh. À, sếp à. Em sắp bán được rồi sếp ạ. À, em sắp bán được cho một khách hàng cực kỳ lớn luôn. Sếp cứ tin tưởng vào em. Câu này tôi nghe cô nói còn nhiều hơn là tôi gặp mặt vợ tôi nữa đó. Tôi tin cô thêm lần này nữa thôi nha. Không bán được á thì tháng này cô khăn gói rời khỏi công ty cho tôi. Kìa sếp. Tao thấy thương mày quá cơ. Đi làm mà cứ phải luồn cúi như thế. Thôi cứ bỏ nghề kinh doanh, đi theo tao làm diễn viên kiếm tiền đi. Kiếm cái gì uống cho mát mới được. Dạ con nghe ba ơi. Dạ. Ba gửi 50 triệu lên cho con nữa hả? Nhưng mà con chưa có xài hết mà. Dạ, con cảm ơn ba. Dạ, con chào ba. Ni, mày làm gì đấy? Tao đang chăm sóc cây của tao nè. Thôi, đừng. Cái bàn tay ngọc ngà của mày không phù hợp để làm những cái công việc này. Để tao. Trời ơi, hôm nay mày ăn trúng cái gì vậy? Bình thường mày có bao giờ làm những chuyện này đâu. Ai bảo mày là không làm. Thôi, mày không cần phải quan tâm mấy cái chuyện đấy. Tao bảo này, bây giờ mày tập trung nghe tao nói nhá. Thì có chuyện gì mày nói đi, đưa cây lại đây. Mua bảo hiểm đi. Dạo này nhá, nhiều nguy hiểm lắm. Bệnh tật này, rồi thiên tai, rồi đường xá các kiểu này kia. Thôi mua bảo hiểm đi cho nó an toàn. Nhưng mà mua bảo hiểm đi được cái gì? Thì ví dụ như là mày bị tai nạn hay là mày bị bệnh gì đấy thì con có bảo hiểm nó lo. Trời ơi, mày bị sao vậy? Tao giàu mà tao có nhiều tiền mà, nếu như mà tao bị cái gì á thì tao dư tiền để lo cho tao. Cần gì người khác phải lo cho tao. Mày đi ngủ con chân kìa. Nè, đưa cây lại đây cho tao. Chật. Hả? Lúc nãy mày có nghe thấy tao với con Ni nói chuyện gì không? Nghe cái gì sơ nguy hiểm gì á. Bảo hiểm. Ở bảo hiểm sao? Bảo hiểm ấy, tao thấy rất là hợp với nghề của mày. Nghề của mày là cực kỳ cần nhá. Mày đi quay này mấy cái cảnh mà đánh đấm, nhỡ mà người ta đấm vỡ mặt mày, hay hoặc là người ta đánh cho mày què chân gãy tay, rồi ngã này kia đấy, thì mày có bên bảo hiểm là nó lo chi phí hết. Đâu, đâu có cần lo. Tại vì mấy cái đó là có diễn viên cascader đóng thế chuyên nghiệp hết rồi. Còn mình không có chuyên nghiệp, mình không có đóng mấy cái đó. Thì ví dụ như là mày quay ở trên rừng, thú dữ ra cắn mày, hay hoặc là mày bị ngã sông ngã hồ, đấy, bên bảo hiểm lo cho cả mày. Và nếu mà mày xong đời rồi thì lúc đấy là có bên bảo hiểm lo cho cả gia đình mày luôn. Không đâu. Mấy chuyện đó chắc chắn là không xảy ra. Tại vì tao đi làm lúc nào cũng cẩn thận hết trơn á, không có để xảy ra cái gì cho bản thân mình hết. Buồn chi tốn tiền, khi nào mà bị gì đi rồi hãy tính. Thôi, tao đi ra hít thở không khí tí xíu. Nếu mày không mua, tao sẽ làm cho mày phải mua. Để xem mày né đường nào.
đúng rồi em nè. Ngày mai có casting phim hả anh? Anh cho em địa chỉ. Trời ơi, để cọng dây văng ngang kỳ cục quá nhỉ. Ai biết gì đâu. Dạ em ra liền. Em có sao không? Dạ em không sao, cảm ơn anh. Tối nay em có rảnh không? Tối nay em có rảnh không, đi làm gì vậy anh? Tối nay anh định mời em đi ăn tối á. Mình ăn tối xong rồi hai đứa mình đi dạo trên chiếc xe của anh. À không, đi dạo cùng chiếc xe của anh mới đúng chứ. Ủa anh đi giao hàng bằng xe hơi á hả? Đam mê thôi em mà, trải nghiệm thôi á. Tối nay sao? Em ok chứ? 8 giờ em rảnh á. Tại hàng của em này. Ê, nói gì nè, mày biết gì không? Một hôm qua nhờ tao dép té một cái thôi mà rơi vào vòng tay của anh shipper. Là cái anh shipper đó hả? Mày tin không? Chỉ là đi làm shipper vì đam mê thôi, chứ là đại gia ngầm đó. Tới hôm qua đã dẫn tao đi ăn nhà hàng 5 sao. Rồi dẫn tao đi mua quần áo, mua túi xách nữa. Trời ơi, đúng là cú ngã định mệnh mà. Thế à, Susan, chúc mừng mày nhá. Chân này. Hả? Tao nhờ mày một tí được không? Ừ, nhớ gì? Dạo này cái đầu của tao đau quá. Ủa, mà tao quên hỏi nữa, bữa giờ mày làm gì mà sao mày bị thương vậy? Xui xẻo ấy mà. Đấy, thế tao mới bảo rồi. Nguy hiểm luôn luôn tồn tại xung quanh ta. Thế nên là mua bảo hiểm đi, mua bảo hiểm của công ty tao đi. Thôi, không có mua đâu, hôm bữa tao đã nói rồi mà. Tao đâu có nhu cầu gì đâu, không cần phải mua. Thế đến lúc bị tai nạn nhá, đừng có tiếc là không mua bảo hiểm đấy. Được chưa, không có tiếc. Này, tao nhờ tí. Nhờ gì? Mày lấy hộ tao cái điều khiển được không? Tìm hộ tao ấy, lúc nãy tao làm rơi. Nhưng mà cổ tao bây giờ không nhúc nhích được, cho nên là tao không nhặt được. Gần mà nhờ. Sao nó lần mãi mà không được, không trúng. Để xem nào. Nhiều thương tích trên người vậy?
Tao chỉ muốn chứng minh cho mày thấy là nguy hiểm luôn rình rập quanh ta nhá. Mua bảo hiểm đi. Thôi, nói là không có mua mà. Mày sao á, chứ tao thấy nguy hiểm tao có rình rập quanh tao đâu. À quên nữa, nè, ăn bánh mì đi. Tao lấy sẵn sữa đặc cho mày chấm luôn á. Biết mày thích mày hả? Đúng rồi, tao thích luôn đấy. Mày tốt với tao quá. Có gì đâu, thì dù gì bánh mì này là cũng là người ta cho kèm cái tôm hùm súp trứng muối của tao với con Ly ăn đó. Mà tụi tao kiêng tinh bột. Cho mày ăn vậy đó, mày ăn đi. Tôm hùm á? Ừ. Sao không mời tao? Thôi, mày đã thương tích đầy mình như vậy rồi, làm sao mà ăn được tôm cua hải sản? Kiêng mà. Phải kiêng thì mới mau hết, chứ không phải là lỡ vết thương. Được rồi. Bọn mày mua cho tao là tao vui lắm rồi. Đã nói là không có mua. Mua là mua cái tôm hùm sốt trứng muối á. Mà bánh mì này người ta cho kèm thôi à. Chỉ nghĩ đến tao là tao vui rồi. Ê, nhưng mà giờ mày tay chân vậy rồi sao đi làm được? Còn thử còn gỡ chứ. Ồ, cố lên. Mà cái vụ bán bảo hiểm của công ty mày sao rồi? Mày bán được cái nào chưa? Tháng này tao cũng bán được cho một khách hàng cực kỳ thân thiết. Ghê, dữ ra. Vậy là dữ rồi. Ngon lành là còn gì nữa. Đào, Nguyễn Thị Mỹ Linh. Ủa, chị khách hàng này cùng tên với mày luôn nè. Tao á. Thôi cũng tốt. Tại vì tao cũng thấy là nguy hiểm luôn rình rập xung quanh mày thiệt. Tốt cho mày. Thôi ăn đi nha. Tao vô trong ăn tiếp tôm hùm với con Ly, không thôi nó hết nóng. Sếp à? Cô biết tin gì chưa? Ôi giời, tháng này em đủ KPI rồi. Sếp tổng mới tăng KPI tháng này lên. Mỗi nhân viên bán 2 cái bảo hiểm. Cho nên cô nhanh nhanh mà bán thêm 1 cái nữa đi nha. Hả? Ôi giời ơi, làm sao mà bán được thêm 1 cái nữa? Bán thêm cái nữa là tôi bán mạng luôn đấy. Ông bán đi, thì ông đi mà bán.